12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con nước Tây Ban Nha thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và tân chào tất cả đồng hữu. Hôm nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 2 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học Thắng Pháp Avitamma, chương 7, Quốc yếu tâm ngoại lộ, Vitimutta Chitta Sangaha, bài 57, Tổng quan, Thượng tọa Tề Siêu và Thượng tọa Giác Đảng Viên Soạn giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thầy Giáo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Sư thu linh thay, chúng con thành kính thành lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đảng để bị dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thầy Giáo. Kính trình sư tổ Minh Hạnh, thân mật của Mitha Panya. Nam mô Bổn Sư Thầy Giáo. Kính đại lễ trình tổ Tây Sư, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta trở lại chương trình học Phật Pháp trong tân niên nhâm dần theo âm lịch. Và sự khởi đầu năm âm lịch cũng là một sự khởi đầu, một cái chương mới rất là thú vị, rất là lợi ích cho quý Phật tử khi học chương này. Mặc dù cái tựa đề thì có lẽ là chúng ta nghe nói về tâm ngoại lộ, nhưng mà chúng ta nói như vậy là có hai cái thứ tâm thức mà chúng ta được đề cập đến, đó là hoặc thức và tiềm thức. Khi nói về tiềm thức hay là tâm hộ kiếp thì chúng ta phải đề cập đến tâm tục sinh, hộ kiếp và tử. Và những tâm này là những thứ tâm quả. Và có lẽ ít bao giờ chúng ta được nghe và biết rõ về cái hoạt động của những thứ tâm này và ảnh hưởng của đời sống một cách rõ ràng hơn là khi chúng ta học về người, cõi và nghiệp. Thì thưa quý vị, trong những bài học sắp tới, khi chúng ta đi vào người, cõi, nghiệp, chúng ta sẽ nhận ra một cái cách trình bày rất khác. Nói về người thì đa phần cách nói ở trong thường thức hay là trong kinh tạng. Ví dụ chúng ta nói là vua, là quan, là nam, là nữ, vân vân. Ở đây thì 12 hạng người được đề cập đến ở trong Thắng Pháp
là một cái gì rất là đặc biệt của môn thắng pháp. Khi mà chúng ta nói về cõi đó thì có một sự tương đồng, và chính về nói về cõi này đó cho chúng ta một số các mấu chốt về cõi. Nó không nằm ở không gian như chúng ta nghĩ, mà chính khi mà nói về cõi đó cho chúng ta thấy là nó thuộc về cảnh giới hơn là một cái cõi giới theo không gian có tường tận riêng biệt. Và rồi chính khi mà chúng ta học về cõi đó, chúng ta mới thấy tại sao là mặc dù có nói đến năm thiền hay là bốn thiền, điều này cũng không có khác biệt gì giữa kinh tạng và pháp tạng. Và thưa quý vị, sau cùng là chúng ta nói về nghiệp. Nghiệp và theo thắng pháp thì phải nói một điều rằng trên phương diện danh pháp, những tâm quả nó đóng một vai trò rất là tế nhị hơn là chúng ta nói về sắc nghiệp. Mặc dù danh và sắc khi đề cập đến nghiệp thì cũng cho chúng ta mất rất nhiều chi tiết. Thì thưa quý vị, chúng ta có thể nói như vậy là cũng nói về người, nhưng mà nói về người ở trong môn xã hội học nó khác với ở trong y khoa. Ở trong y khoa có những vấn đề người ta không quan tâm nhiều về các cái giai tầng của xã hội. Thì nói về cái người cõi nghiệp ở trong kinh tạng và trong thắng pháp tạng cũng vậy. Và chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ lưu ý về những điểm này để chúng ta tìm thấy cái lợi lạc trong việc học. Và hôm nay là chúng ta không đi sâu vào từng phần người hay cõi nghiệp, mà chúng ta đi vào phần tổng quan. Và tất nhiên có rất nhiều điều quan trọng mà chúng ta sẽ được nghe, cũng như nghe từ tổ chức sinh giảng, cũng như trong phần thảo luận. Bây giờ thì xin quý vị đọc cho phần bài học, và sau đó chúng ta cùng thỉnh từ tổ chức siêu giải ý học ngày hôm nay. Nên sao thưa, chúng con thành kính tri ân thượng tọa chư đẳng. Bài học hôm nay, môn học thắng pháp Avitamma, bài 57, chương 7, tức yếu tâm ngoại lộ, Vitimutta Chitta Sangaha. Tổng quan, hầu hết những khía cạnh tâm lý đã được đề cập trong giáo trình này nói về hoạt thức. Điều này không có nghĩa là tiềm thức, và văn gá không quan trọng. Phải nói rằng, một người học thắng pháp không thể không biết về vai trò của tiềm thức trong cuộc sống. Để hiểu rõ, cần phải nói về ba lĩnh vực người, cõi và nghiệp. Ba lĩnh vực này trực tiếp nói lên vai trò của các tâm quả. Những thứ tâm đóng vai trò tục sinh, tiềm thức và mệ chung. Tiềm thức còn nói lên cá tính trong hiện kiếp và ảnh hưởng đối với hoạt thức. Rất thú vị, trong luận tạng của Phật giáo Bắc truyền lại đề cập đến hoạt thức qua tàng thức hay a lại gia thức. Cả ba lĩnh vực người, cõi và nghiệp đều được nói đến trong kinh tạng như chính thắng pháp tạng trình bày một cách tế nhị hơn. Cụ thể thì kinh tạng không nói về pháp văn gá, tiềm thức, vì thuộc về bản thể vi tế. Phần chính khi nói về người, cõi và nghiệp sẽ hóa giải một số dị biệt giữa kinh tạng và thắng pháp tạng, như khi nói về bốn thiền chứng và năm thiền chứng, hoặc giải thích tại sao có những chúng sanh ưu việt về thần lực như lông chủng lại không thể chứng đắc thiền đạo quả. Tất nhiên, dù thế nào thì qua những trình bày về cả hai hiện tượng vật chất cũng như tâm lý, thì Phật Pháp dạy rõ tại sao tam giới như hòa trật, vì sự hiện hữu của tất cả pháp hữu vi đều mang cả ba đặc tính sanh diệt bất toàn, không nằm trong bất cứ chủ quyền hằng hữu nào. Trong chương 4 đã đề cập đến tiến trình tâm lộ, nay sẽ nói đến tâm ngoại lộ, ý tín bút tá chích tá, là những tâm làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho chúng sanh trong các cõi. Các tâm ngoại lộ này là 19 tâm tục sinh, gồm hai tâm quả vô nhân ý thức giới thọ xã, 8 tâm quả dục giới hữu nhân, 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc giới. Tuy nhiên, hai tâm quả vô nhân ý thức giới thọ xã, tức
Hai tâm quan sát thọ xả đôi khi là tâm lộ Vittichitta, làm việc quan sát trong lộ ngụ môn, làm việc móc cảnh trong lộ ngũ môn và lộ ý môn, tám tâm quả dục giới hội nhân, tức tám tâm đại quả, đôi khi là tâm lộ Vittichitta, làm việc móc cảnh trong lộ ngũ và lộ ý. 19 tâm ngoại lộ này làm việc tục sinh cho các chúng sanh vào những cõi tương ứng, rồi sau đó làm việc ngũ phần, pháp văn gã và việc tử, chư tín, luôn cho các chúng sanh ấy. Tâm quả bất thiện, ý thức giới thọ xả, tâm quan sát quả bất thiện, là tâm làm việc tục sinh cho người khổ vô nhân, Dukkhati, Dukkhati Ehi, Dukkhapukkala, trong cõi bất hạnh, Appajjhapumi. Tâm quả bất thiện, vô nhân, ý thức giới thọ xả, tâm quan sát quả thiện thọ xả, làm tâm làm việc tục sinh cho người lạc vô nhân, Sugati Ahe, Sugapukala, trong cõi vui dục giới thấp, Kamasugati Pumi, là cõi nhân loại và cõi tứ đại thiên vương. Bốn tâm đại quả ly trí là tâm làm việc tục sinh cho người nhị nhân, Vihe Sugapukala, trong bảy cõi vui dục giới, Kamasugati Pumi, là cõi nhân loại, cõi tứ đại thiên vương, cõi đau lợi, cõi dạng ma, cõi đau súc, cõi hóa lạc và cõi tha hóa tự tại. Bốn tâm đại quả hợp trí làm tâm làm việc tục sinh cho người tam nhân, chi hề tu ca pu ca la, trong bảy cõi vui dục giới, ca ma su ca ti thủ mi, là cõi nhân loại thiên vương. Tâm quả sơ thiền sắc giới làm việc tục sinh cho người tâm nhân, chi hề thuộc các quốc gia lạ, trong ba cõi sắc giới sơ thiền, Pathama Chana Rupa Pumi, là cõi phạm chúng thiên, cõi phạm vũ thiên và cõi đại thiên. Tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền sắc giới làm việc tục sinh cho người tâm nhân, chi hề thuộc các quốc gia lạ, trong ba cõi sắc giới nhị thiền, Dutichha Chana Rupa Phumi, là cõi thiểu quan thiên, cõi vô lượng quan thiên và cõi biến quan thiên. Tâm quả tứ thiền sắc giới làm việc tục sinh cho người tâm nhân, Chihe Thukapugala, trong ba cõi sắc giới tam thiền, Adichha Chana Rupa Phumi, là cõi thiểu tịnh thiên, cõi vô lượng tịnh thiên và cõi biến thiện thiên. Tâm quả ngũ thiền sắc giới làm việc tục sinh cho người tâm nhân, chi hề tukapugala, trong sáu cõi sắc giới tứ thiền, chatutta chana rupa phumi, không kể cõi vô tưởng, sáu cõi tứ thiền hữu tưởng là cõi quảng quả thiên và năm cõi tịnh cư, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên và sắc cú cánh thiền. Tâm quả không vô biên xứ làm việc tục sinh cho người tâm nhân, chi hề tukapugala, trong cõi vô sắc không vô biên xứ, akasa nhận cha chatana arupa phù mi. Tâm quả thức vô biên làm việc tục sinh cho người tâm nhân, chi hề tukapugala, trong cõi vô sắc thức vô biên xứ, vinh nhà chành nhà chành trà gia ta nát áp bù a rù ba phủ mi. Tâm quả vô hủ, tâm quả vô sở hủ xứ làm việc tục sinh cho người tam nhân, chi hề tu ca pu ga la, trong cõi vô sắc vô hủ vô sở hủ xứ, a kinh chành nhà gia ta nát a rù ba phủ mi. Tâm quả phi tưởng, phi phi tưởng xứ làm việc tục sinh cho người tam nhân, chi hề tu ca pu ga la, cõi vô sắc phi tưởng, phi phi tưởng xứ, eva san nhã na san nhã yatana arupa phù mi. Chú thích: người nhị nhân và người tam nhân trong cõi trời dục giới là
gọi là thiên tiên Deva hay Devata, người tâm nhân trong cõi sắc giới và cõi vô sắc giới gọi là phạm thiên Brahma. Liên quan đến tâm ngoại lộ cần thiết biết về người Pugala, cõi Phumi, nghiệp Kamma và tử Marana. Bài đã học bài 56 Toát yếu hàm tận Sappa Sanghana ha tứ thánh đế. Bài học tiếp theo chương 7 Toát yếu tâm ngoại lộ Piti Mutta Chitta Sanghaha. Bài 58 giải về 12 hạng người Pugala Veda. Biên soạn giáo trình thì theo giác đẳng. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thành thượng tọa đại sư Từ Bi thuyết giảng nội dung vừa đọc. Nam mô Bố Thầy Gia. Nam mô Bố Thầy Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng tọa Chắc Nẫm, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Minh Hạnh cùng chư Tùng Đức có mặt ở trong rừng. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta bước vào trường mới của Toát yếu ở Kỳ Đàm hay Thắng Pháp Tập Ý Luận ở Phật Tâm Mát Thái Sàng Há. Trong chương thứ 7 này chúng ta nói về Tâm Vị Thí Mức Tá Chích Tá Sàng Há, tức là nói về cái tâm ngoại lộ. Từ cái tâm ngoại lộ đó, nó phát sinh thêm những cái vấn đề khác như là người, bố cà lá, cõi, phù bí, nghiệp, cầm má và vấn đề tử, marana. Cái chương thứ 7 này như là đúc kết cho cái phần Toát yếu ở Đàm. Chúng ta vẫn còn hai chương nữa, nhưng hai chương kia đó thì chúng ta học tiến cấp, bởi vì cái chương thứ 8 á qua dương sinh dương hệ và cái chương thứ 9 là toát yếu về các cái nghiệp xứ kamathana, tức là những cái đề mục chỉ và đề mục quán. Chúng ta trở lại vấn đề của chương 7 đó. Trong cái phần tổng quan này thì chúng ta nhắc đến những cái tâm ngoại lộ được gọi là tâm ngoại lộ quy tích mô ta chích tá, là những tâm mà nó không có nằm ở trong lộ trình tâm chích tá quy thiết. Những cái tâm khách quan mà thường tòa giới đẳng gọi là tâm hoạt thức đó, tâm hoạt thức. Những cái tâm đó khi nó sinh khởi, nó có sự diễn biến theo trình tự và nó bị chi phối bởi cảnh sắc thinh khi bị xuất phát. Thì
những cái tâm đó là tâm tâm lộ, chúng ta gọi là tâm lộ, tập trong lộ trình. Còn những cái tâm tục sinh trong đời sống này thì cái tâm tục sinh đó nó vẫn tái hiện bằng cái loại tâm gọi là phân phá quan giác chữ tám, là cái tâm hữu kiếp hay là cái tâm hữu phần. Mà ở đây chúng ta gọi là cái tâm tiềm thức. Và thưa quý vị, chúng ta nói đến cái tâm tục sinh là chúng ta phải nhắc đến cái tâm quả. Tâm quả này là quả hiệp thế, tâm quả này là thức uẩn quả, là chính do nghiệp thiện hay bất thiện nó tạo ra cái thức uẩn quả. Nó cũng tạo ra cái nghiệp hành, nó cũng tạo ra cái thức uẩn quả thời bình nhật. Nhưng mà ở đây khi chúng ta nói đến tâm ngoại lộ đó, thì thức uẩn quả mà chúng ta nói như là tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý giới và ý thức giới vô nhân, tức là ba tâm quan sát, ngoại giới là hai tâm tiếp thu, đó là những tâm quả. Chúng tôi chỉ nói những tâm quả. Các vị Phật tử chúng ta nghe như vậy đừng có vội cho rằng chúng tôi nói thiếu, vì tâm ý giới là tới ba tâm, nhưng mà tâm khai ngũ môn thì không gọi là tâm quả, nó là tâm tố, nó không có nằm ở trong này. Thì ở đây khi chúng ta nói đến bảy tâm quả bất thiện và tám tâm quả thiện vô nhân, thì chúng ta nên biết rằng ngũ sở thức, hai tâm tiếp thu, là hoàn toàn với cái tâm quan sát thọ hỷ, quả thiện thọ hỷ, thì nó là hoàn toàn thuộc về tâm lộ, nó nằm ở trong tâm lộ, tức là trong lộ trình tâm. Mặc dù nó là những tâm quả thiện hay quả bất thiện, nhưng mà nó thuộc về tâm lộ trong lộ trình. Còn những cái tâm quả mà làm việc tục sinh đó, những cái tâm quả đó thì chỉ có trường hợp là tám tâm đại quả với hai tâm quan sát, quả thiện bất thiện thọ xả, khi mà nó làm việc tada lambana thì nó thuộc về cái tâm lộ trong lộ trình tâm. Vì thế chích tắc. Còn khi mà nó đóng cái vai trò là cái tâm tục sinh và tâm hữu phận phá quan gá, thì lúc đó những cái tâm quả này nó thuộc về quy thi muốn tá chích tắc, là tâm ngoại lộ, những tâm ngoại lộ trình. Chính cái tâm quả đau đại, tức là năm quả sắc giới và bốn quả vô sắc ấy, thì hoàn toàn là tâm ngoại lộ, bởi vì ở trong lộ trình không hề có cái tâm quả sắc giới hay quả vô sắc giới bao giờ. Những tâm này, chính tâm này chỉ làm việc tục sinh, hữu phần và tử cho chúng sanh ở cõi phạm thiên.
cho nên chúng ta gọi là tâm ngoại lộ đó. Nhưng tại sao ngoại lộ lại được nói đến cho một chương, cho một chương sách, thưa quý vị? Bởi vì mặc dù là tâm ngoại lộ, nhưng mà những tâm đó nó can thiệp trong đời sống của chúng sanh quan trọng lắm. Những cái tâm hữu phần đó là bóng dáng của cái tâm tục sinh. Ở đây chúng ta có 19 cái tâm tục sinh, tụng về tâm ngoại lộ. Thì như khi nãy chúng ta nghe ở trong bài đó, được đọc, thì tất cả là có 32 tâm quả hiện thế. Chúng ta có 32 tâm quả hiện thế. Nhưng trong đó thì chúng ta đã loại trừ ra ba tâm quả hiện thế mà nó không thuộc về tâm tục sinh. Đó là ngũ xung thức, hai tâm tiếp thu và một cái tâm quan sát quả thiện thọ sẵn, thọ hỷ, quan sát thọ quả thiện thọ hỷ. Còn 19 tâm còn lại là hai tâm quan sát thọ sẵn, 8 tâm đại quả hay quả dùng giới hữu nhân, 5 tâm quả sắc giới, 4 quả vô sắc giới. 19 tâm đó là nó chi phối và hình thành Atthapha, là những cá thể trong cái cổ sống gọi phù mi. Những cái cá thể đó Atthapha quá thì chúng ta lại đề cập đến ở trong cái phần 12 hạng người mà chúng ta sẽ học tới vào cái ngày thứ năm. Thì ở đây đó, nếu cái tổng quát như thế này, khi mà khởi sanh lên cái tâm bất thiện rồi tạo thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, ý nghiệp ác, thì ba cái nghiệp ác do tâm bất thiện nó tạo thì nó trở thành cái nghiệp hành sankhara, và nó tạo ra 7 cái thức, 7 quả thức. Trong 7 quả thức đó, nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thiệt thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện, tâm tiếp thu quả bất thiện và tâm quan sát quả bất thiện. Nhưng mà chính cái tâm quan sát quả bất thiện đó, nó là thức tái sanh, nó là cái tâm làm vị tục sinh cho người khổ, chúng ta gọi là đúc và tiếp quốc lắm, hạ người khổ trong 4 cõi bất hạnh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ở tu la. Cho nên chúng sanh ở trong cõi khổ đó, thưa quý vị, ở trong 4 đời ác đạo, ở trong 4 cõi khổ, thì hạ người khổ này gọi là
thân dị mà tưởng đồng, vì cùng một tâm tái tục thôi, cùng một tâm tục sinh, tưởng đồng là đồng tâm tái tục. Nhưng mà thân dị là bởi vì mỗi loài ở mỗi một cõi bất hạnh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula đó, thì cái thân tướng khác khác nhau. Thì đó là cái thức tác thuộc của thuộc về quả bất thiện dành cho người khổ. Sau này chúng ta sẽ học đến người khổ là hạng người như thế nào. Còn bây giờ thì chỉ nói cái phần cái tâm tái tục cho cái hạng người khổ thôi. Và ở đây chúng ta cũng nên biết rằng là khi mà cái hạng chúng sinh mà tục sinh bằng cái tâm quan sát quả bất thiện thật xả đó, cái tâm ý thức giới quả quả ý thức giới vô nhân, bất thiện thì khi mà tục sinh bằng cái tâm này nó hoàn toàn ahetuka, tức là không có nhân tương ứng phối hợp nên tâm họ rất yếu. Và chúng ta đừng nghĩ rằng nếu như cái tâm tục sinh yếu như vậy, tại sao có những cái loài như là ngạ quỷ Atula hay là một số bạn sanh như là Long Vương gì chẳng hạn, thì họ quá sanh họ có thần lực cũng ghê gớm lắm thưa quý vị, có thần lực ghê gớm, nhất là cái loài mãng xà, cái loài na gán, mặc dù là bạn sanh nhưng mà nó cũng có thần thông. Khi mà Đức Thế Tôn ngài đến tại ngôi đền thờ lửa của đạo sĩ Uruwe Lakasama, thì đêm đó ngài đã thu phục được mãng xà vương, độc độc khủng khiếp. Và nó phun lửa, phun khói để chiến đấu với Đức Phật. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng mặc dù nó là loài bạn sanh và tục sinh bằng cái tâm tái tục phu nhân quả bất thiện, nhưng mà vì là loại quá sanh cho nên nó có cái thần lực của quá sanh. Thế nhưng cái nhược điểm của cái loài chúng sanh mà tục sinh bằng cái tâm quả vô nhân thì nó không có khả năng trí tuệ để có thể tu tiến và chứng đắc được thiền định hay đạo quả ngay trong cái sống đó. Thời Đức Phật, có rồng chúa Mucchalinda, cái Long Vương mà có mãng xà mà nó dùng thân của nó để nó che mưa che gió cho Đức Phật tại bờ hồ Mucchalinda.
trong suốt 7 ngày. Sau đó rồng muốn chơi liên đá này nó đã hóa thân thành một chàng thanh niên và xin xuất gia. Chư tỳ kheo lúc ban đầu vì không biết cho nên các vị thu nhận và cho xuất gia, nhưng mà khi nó ở trong tỉnh thất thì trong lúc một trong bốn cái điều, trong bốn cái lý do mà nó hiện nguyên hình đó, thì trong đó có một lý do là ngủ mê, và do vậy cho nên mãng xà này nó ngủ mê cái nó quá thành cái con mãng xà. Khi các vị tỳ kheo khi đi ngang nghe cái tiếng thở, tiếng ngái lạ lùng lắm, các vị đó mới nhìn vào bên trong qua cửa sổ thì các vị đó thấy mới kinh hoảng la lên. Và lúc bây giờ con rắn đó, giật mình thức nhất thì biến hình cậy là một vị tỳ kheo. Chuyện đó đem đến Đức Phật thì Đức Phật ngài mới quy định cho cái luật là không có cho cái loài bàn xanh mà xuất gia. Và khi mà xuất gia phải hỏi Manusosi, ngươi có phải là người không? Khi nào mà giới tử mà tự nhận mình là loài người thì mới cho xuất gia, còn nếu là loài khác thì cũng cho xuất gia. Nó có cái trường hợp đó ở trong luật tạng ghi lại vậy. Mặc dù vậy, mặc dù xuất gia nhưng mà cái loài bàn sinh thì không có khả năng để tu chứng thiền định hay đạo quả. Cho nên có những trường hợp mà Đức Phật là chỉ khuyên, như trường hợp đó Đức Phật là khuyên Uccalinda, thân ngươi là loài bàn sanh không thể tu hành đắc đạo quả được, bây giờ ráng giữ giới đi, tạo cái công đức, giữ năm giới tạo công đức, rồi sau khi sanh trở lại làm người mới xuất gia tu hành được. Đó là cái loại tâm tục sinh thứ nhất. Cái loại tâm tục sinh thứ hai đó thưa quý vị, chính là cái tâm quả thiện dục giới. Khi mà chúng sanh tạo cái thân thiện nghiệp, khổ thiện nghiệp, ý thiện nghiệp bằng cái tâm thiện dục giới, nếu mà cái tâm thiện bằng tạo nghiệp bằng cái tâm thiện dục giới mà tương ưng trí và đủ tâm tư, là tư tiền, tư hiện, tư hậu, làm có sự suy nghĩ trước, rồi có cái sự quan hỷ đang khi làm, có sự quan hỷ sau khi làm, như vậy gọi là tâm tư. Bút bất chê tà na, bù chê na chê tà na, para chê tà na. Thì như vậy cái tâm thiện đó nó sẽ cho ra 16 quả, là 8 quả thiện vô nhân và 8 quả thiện dục giới hữu nhân, tức là 8 tâm đại quả. Thì trong 8 tâm quả, chúng ta nói qua cái này trước. Rồi còn khi mà chúng sanh tạo nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp bằng cái tâm thiện ly trí, mặc dù đủ tâm tư
nhưng mà nó chỉ cho có 12 quả, 12 tâm quả, tức là 8 quả thiện vô nhân và 4 đại quả ly trí thì thôi. Còn khi mà chúng sanh tạo bằng cái tâm hợp trí nhưng mà thiếu tâm tư thì cũng chỉ cho có 12 quả. Là trừ ra 4 đại quả hợp trí. Vâng vâng. Nói cái này ra thì các Phật tử chúng ta nghe chúng ta cũng chẳng có nhớ cái gì hết, cho nên thôi chúng tôi bỏ qua không có nói. Với hơn nữa cái này chúng tôi cũng đã thuộc lòng rồi, khỏi cần phải ôn bài nữa. Rồi thưa quý vị, ở trong 16 tâm quả mà do cái tâm thiện dục giới tạo ra thì trong đó có chín tâm, có chín tâm quả sẽ đóng cái vai trò là tâm tục sinh, đó là tâm quả, tâm quan sát, quả thiện, thọ xả và 8 tâm đại quả. Chín tâm này khi mà nó làm việc na cảnh hay là móc cảnh ở trong lộ trình đó, thì nó là tâm lộ. Còn khi nó làm việc tục sinh hoặc kiếp tử thì nó là cái tâm ngoại lộ. Thì mặc dù được sanh là người lạc, nói chung Sua Tí Bút Cà Lát, người lạc, người lạc tức là người ở cõi vui, nhưng mà có hạng người lạc vô nhân, tức là tục sinh bằng cái tâm quan sát, quả thị thờ xã, tâm đó là tâm vô nhân, quả vô nhân. Người này chỉ gọi là người lạc là bởi vì họ tục sinh bằng cái tâm quả thiện vậy thôi, và sanh ở trong cõi người hay là cõi tứ thiên vương nên gọi là người lạc. Nhưng mà thật sự người này cái tâm thiện họ quá yếu ớt, cho nên khi mà sanh làm người đó là họ không có bình thường như bao nhiêu người khác. Ngoài cái chuyện mà họ không có trí tuệ sáng suốt, họ còn có những cái khuyết điểm như là bị mù bẩm sinh, bị điếc bẩm sinh, bị câm bẩm sinh, hoặc là thân kỳ hình dị tướng, hoặc là tâm đờ đẫn khờ khạo. Chúng ta cần phải phân biệt giữa cái người bệnh tâm thần nó khác, khác với cái người mà lạc phu nhân mà cái tâm đờ đẫn, cái tâm khờ khạo. Chúng tôi có gặp một vài người cũng nằm, cũng là con cháu trong gia đình Phật tử, khi họ dẫn đi đến chùa thì thấy cũng tội nghiệp những đứa con đó, mặc dù họ cũng là 15, 16 tuổi, thậm chí là hai mấy tuổi, ba mấy tuổi rồi, nhưng mà đờ đẫn, nghĩa là nó không phân biệt được tốt xấu, ngon dở, và thậm chí cho tiền nó cũng không biết cái giá trị đồng tiền là như thế nào, nó không biết, mặc dù nó lớn, nó khờ như vậy. Cho nên dầu cho sanh là người lạc phu nhân, họ cũng hoàn toàn họ không có cái sự ý thức nào trong cái việc mà tu tập được.
họ không có biết, họ chỉ là lạc hơn và chỉ an sống được an vui hơn chúng sanh địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula thôi. Cái đó là tục sinh bằng cái tâm quá yếu, mặc dù quả thiện nhưng quá yếu. Còn nếu mà tục sinh bằng cái tâm quả, quả thiện dục giới, tâm đại quả đó, mà lý trí, thì ít ra họ cũng là người hữu nhân. À, khi mà tâm tục sinh nó có cái nhân vô tham vô sân, vì do cái tâm tâm tục sinh có nhân vô tham, tức là thường cận y duyên của họ không có bị dính mắc, vô sân tức là cái tâm của họ không có nóng nảy, do hai cái yếu tố đó đó làm cho sanh ra là người nhị nhân và duy hê tu cấp phúc lát. Thì cái hạng người nhị nhân này thì ở trong đời sống của chúng ta giữa nhân loại chúng ta thấy rất là nhiều, nhưng mà chúng ta khó phân biệt được là nhị nhân với người tam nhân. Quý vị cũng lanh lẹ, mặt ngài cũng sáng sủa, cũng linh hoạt, cũng nói chuyện đàng hoàng, cũng có thể có niềm tin và thực hành những cái thiện pháp, cũng biết phải biết quấy gì đó, biết thiện ác vậy. Nhưng mà đều họ là người thiểu trí, nghĩa là căn căn tuệ của họ không có thể căn của họ, cho nên họ dầu tu thiền ngay trong hiện tại cũng không chứng thiền, tu án bình sát cũng không có chứng đạo quả, thậm chí là cận định khởi lên phỉ lạc phi trí cũng không có. Cho nên hạng người nhị nhân cũng có khuyết điểm cho vì, nhưng mà khuyết điểm nhẹ, khi điểm nhẹ là không có trí thôi, nhưng mà thân tướng thì cũng tốt. Và cái hạng nhị nhân này thì chỉ có mặt ở trong cõi vui dục giới, tức là sáu cõi trời dục giới và cõi nhân loại, trong bảy cõi vui dục giới. Còn cái hạng người tam nhân á, tức là tí hi tu cấp phúc lá, là cái tâm tục sinh của họ là cái tâm đại quả tương ưng trí, vì nó có ba cái căn vô tham vô sân vô si, ba căn vô ký, vô tham vô sân vô si, đã hữu nhân mà lại có trí tuệ thì hạng người này dễ chứng đắc được đạo quả. Cho nên khi mà một vị chư thiên đến hỏi Đức Phật là nội truyền và ngoại truyền chúng sanh bị truyền phược, câu hỏi Gotama, ai thoát được truyền này, thì Đức Phật ngài trả lời là người có trí trú giới, tu tập tâm và tuệ, nhiều tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát truyền. Chữ người có trí ở đây là Sapanyo, và chữ Sapanyo ở đây đó trong chú giải giải thích rằng là người tục sinh bằng cái tâm tam nhân, bằng cái tâm quả, tâm đại quả tam nhân, có trí tuệ, có vô tham vô sân, là có vô si, tức là có trí tuệ, nghĩa là người này có tuệ căn, cho nên họ có thể tu ngay trong hiện tại, có thể tu chứng đắc được thiền định và tu chứng được đạo quả ngay trong hiện tại nếu họ có sự nỗ lực cố gắng. Thì hạng người tam nhân mà tục sinh bằng cái tâm đại quả tương trí thì người đó có mặt ở trong
cõi nhân loại và sáu cõi trời dục giới. Còn bây giờ chúng ta lại nói qua cái người tam nhân, cái hạng chúng sinh mà cái tâm tục sinh bằng, cái tâm tục sinh là cái tâm quả sắc giới. Thì tâm quả sắc giới do chứng đắc được sơ thiền thiện, nên sơ thiền thiện nó tạo ra cái sơ, cái tâm quả sơ thiền, cái tâm sơ thiền quả, cái tâm đó làm vị tục sinh cho hạng người tam nhân. Nhưng mà ở cõi sơ thiền, tức là phẩm thiên, phẩm chúng thiên và đại phẩm thiên, cái tầng sơ thiền á, cái tâm quả sắc giới năm tâm, sắc giới sơ thiền, sắc quả sắc giới sơ thiền, quả sắc giới vị thiền, quả sắc giới tâm thiền, quả sắc giới tứ thiền, quả sắc giới ngũ thiền, đều là cái tâm quả có ba nhân tương ưng hết, có ba nhân tương ưng hết, vô thông, sân hữu và trí tuệ. Cho nên các vị phẩm thiên sắc giới thì chuẩn bị đó là người tam nhân, chứ không thể nào là người nhãn nhân được. Bởi cái thừa cận y duyên đó đó, cho nên các vị vọng thiên khi mà hết tuổi thọ và sanh xuất của người đó, thì họ là người tam nhân ở cõi người, ở cõi nhân loại. Vì do cái thừa cận y duyên trong quá khứ, họ là người tam nhân ở cõi vọng thiên. Thì cứ mỗi một cái bậc thiền thiện sắc giới, nó tạo ra cái tâm thiền, cái tâm quả thiền sắc giới, làm việc tục sinh một kiếp cho phẩm thiên ở cõi đó. Thì thưa quý vị, về vấn đề này thì chúng ta cũng nên hiểu rằng là cái tâm sắc giới, tâm quả sắc giới, thì tâm này hoàn toàn thuộc ngoại lộ, quy thi bố tát chích tát, tâm ngoại lộ. Tại sao vậy? Bởi vì tâm quả giới không bao giờ làm việc na cảnh ở trong một lộ trình, là việc mối cảnh được. Và cái cõi sắc giới, cõi phạm thiên là cõi không có, không có cảnh dư, không có cảnh dư. Cho nên những cái tâm tục sinh này thì chỉ là việc có tí sanh thí, tục sinh và pha con gái, việc hộ kiếp và chú tí làm việc tử mà thôi. Rồi chúng ta lại nói đến cái tâm ngoại lộ, bốn cái tâm ngoại lộ khác, tức là bốn cái tâm quả vô sắc, quả vô sắc giới. Bốn tâm quả vô sắc giới này chính do cái tâm thị vô sắc nó trở thành cái nghiệp dị thời, tạo ra cái quả dị thục là bốn tâm quả vô sắc. Mỗi một tâm quả, như tâm quả không vô vi xứ, thì làm việc tục sinh cho người tam nhân ở cõi không, không vô vi xứ. Tâm quả thứ vô vi xứ làm việc tục sinh cho phạm thiên tam nhân ở cõi thứ vô vi xứ. Tâm quả vô sở xứ là vị tục sinh thành phạm thiên tam nhân ở cõi vô sự sở xứ. Và tâm quả phi tưởng phi vi tưởng xứ là vị tục sinh cho phạm thiên tam nhân ở cõi phi tưởng phi vi tưởng xứ.
Và tâm quả vô sắc đó, cũng vậy, cũng giống như tâm quả sắc giới. Là tâm quả vô sắc chỉ là những cái tâm tam nhân vô tham vô sân vô trí tuệ, cho nên phạm thiên vô sắc cũng là hạng tam nhân. Như vậy thì trong 19 cái tâm tục sinh đó, chúng ta liệt kê lại 19 cái tâm tục sinh làm vị tục sinh cho chúng sanh ở trong các cõi. Thì ở trong đó có 14 tâm, có 13 tâm. 13 tâm làm việc tục sinh cho người tam nhân ở cõi vui hữu tâm, tức là 4 đại quả hợp trí, 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc giới. Có 4 tâm là vì tục sinh nhị nhân, là 4 tâm đại quả bất tương trí. Và trong đó có 2 tâm là vị tục sinh vô nhân, tức là 2 tâm quan sát thọ xả, quả thiện và quả bất thiện. Khi chúng ta nắm bắt biết được như vậy đó, thì sẽ học tới về cái vấn đề mà người cõi với nghiệp, thì lúc đó thưa quý vị, nó dễ cho chúng ta lắm. Cũng như chúng tôi có thường gợi ý nhắc cho các Phật tử học viên là khi mà học viên dược pháp á, chúng ta cần phải có một cái trí tuệ nhạy bén một chút, logic một chút xíu. Không phải là chúng ta học những cái triết lý giống như khi mà chúng ta học ở trong kinh tạng, mà chúng ta cần phải nhớ những cái từ ngữ Phật học được sử dụng ở trong thắng pháp. Chúng ta phải nhớ được những cái con số một trình bày qua tâm tâm sở, sắc pháp, hay là những cái tâm, bao nhiêu cái tâm bất thiện, bao nhiêu tâm thiện, bao nhiêu tâm quả, bao nhiêu tâm tố, bao nhiêu tâm động lực, vân vân. Thì chúng ta phải nhớ rõ những cái con số đó. Và khi mà chúng ta học dược pháp, chúng ta nhớ một điều là khi nào chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới nên học thuộc lòng. Còn khi mà chúng ta chưa hiểu, chưa nắm được đó, thì chúng ta không nên học thuộc lòng. Học thuộc lòng, học trước quên sau hết thưa quý vị, không có nhớ đâu. Cho nên mỗi mỗi điều chúng ta phải suy xét để chúng ta hiểu. Ngày hôm nay khi mà chúng ta học về cái phần tổng quan của cái chương nói về tâm ngoại lộ, thì chúng ta phải hiểu nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nghiệp thế nó tạo ra những cái tâm quả bình nhật và quả tái tục. Mà tâm quả bình nhật á, thì có một số tâm quả nó thuộc về tâm tâm lộ của lộ trình tâm,
tâm lộ của lộ trình, của diễn trình. Còn một số công quả như 19 tâm quả mà làm việc tục sinh và bình nhật là hữu kiếp, hữu phần, thì những cái tâm quả đó thì nó là ngoại lộ, tức là nó không thuộc về lộ, nó không thuộc về lộ trình tâm. Chúng ta nắm bắt được. Và cái tâm tục sinh nào là quả của bất thiện thì tâm tục sinh đó, rồi tâm tục sinh vô nhân sanh khổ khổ. Còn tâm tục sinh nào thuộc về quả thiện nhưng mà làm việc yếu ớt, cho nên cũng là cái tâm tục sinh vô nhân, làm sanh làm người mà bất hạnh, làm bị chư thiên không có viên mãn về thiên lạc, không có huy hoàng. Rồi tâm thiện, tâm quả nào do cái tâm thiện hữu nhân lý trí mà tạo ra đó, thì như vậy cái tâm quả đó là nghiệp tục sinh thành người nhị nhân, nhưng mà không có căn trí. Còn cái tâm quả nào mà có vô tham vô sân và trí tuệ thì tâm quả đó là vì tục sinh thành người tam nhân, có căn trí. Cái đó là chúng ta ôn lại để chúng ta nhớ từng điều từng điều, và chúng ta có thể nhớ thuộc lòng được khi mà chúng ta đã hiểu, khi chúng ta đã hiểu. Thì những cái vấn đề này thưa quý vị, khi mà chúng tôi trình bày đó, thì chúng tôi chỉ cô động ở trong cái chi pháp thôi. Có thể là quý vị nghe, quý vị sẽ cảm thấy rất là khô khan. Nhưng mà đó là căn bản của môn thắng pháp mà chúng ta phải nhớ. Ở trong năm nay chúng ta sẽ học lại cái phần thắng pháp này, do Thượng tọa Giáo Đẳng biên soạn cái giáo trình, thì có thể là Thượng tọa trình bày theo một cái phương thức khác. Quý vị nghe thì quý vị cảm thấy nó mướt hơn, cảm thấy dễ hiểu hơn. Nhưng mà quý vị cũng không nên bỏ qua cái giáo trình mà chúng tôi đang hướng dẫn cho quý vị, bởi vì khi nói đến thắng pháp thì sau này những cái điểm này là những cái điểm then chốt mà chúng ta phải nhớ để chúng ta làm cái nền tảng. Và hôm nay thì chúng tôi chỉ trình bày đến chừng này, gọi là cái phần tổng quan của chương thứ 7, nói về cái tâm ngoại lộ. Hẹn gặp lại quý vị trong cái ngày thứ 5 tới, chúng ta tiếp tục học cái chương thứ 7, nhưng mà qua 12 hạng người. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc phân định hạng người mà theo thắng pháp đó, nó không giống như trong kinh tạng. Ở trong kinh tạng khi nói đến hạng người thì có loài thú, loài người, chư thiên, phạm thiên, vân vân. Nhưng mà nói hạng người theo thắng pháp đó, thì chúng ta cứ y cứ vào cái tâm tục sinh của người đó mà chúng ta
phân định, hoặc là do cái tâm tu chứng đạo quả mà chúng ta phân định hạng người. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, và tiếp theo xin kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Quang Hỷ trở lại và chia sẻ thêm với Phật tử về cái bài học này. Nam mô Phật Thầy. Sa thủ kính trình thượng tọa thượng sư, xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. Thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được tiếp theo lời của thượng tọa thượng sư đề cập đến phần tổng quan, và nói cho rõ hôm nay là chúng ta sẽ đề cập đến cái vai trò của những thứ tâm mà nó nằm ngoài quả thức. Và dĩ nhiên để hiểu rõ về điều này thì như quý vị đã nghe thượng tọa thượng sư đề cập, chúng ta nói về người, cõi và nghiệp. Chúng tôi chỉ nói ở đây năm điểm mà quý Phật tử nên lưu ý đó. Trước hết là thượng tọa thượng sư cũng như phần lớn các vị giảng sư biên soạn giáo trình thắng pháp, và kể cả cái giáo trình thắng pháp mà chúng tôi sẽ dạy trong tương lai đó, thì nó đều dựa lên trên một cái bố cục của một tác phẩm rất là nổi tiếng trong Phật giáo, đó là quyển Abhidhamma Sanghaha, hay chúng ta gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Lược của ngài Anuruddha. Ở trong Thắng Pháp Tập Yếu Lược đó có hai điểm mà đối với chúng tôi nó có vấn đề. Đó là một là thay vì khởi đầu chúng ta đi đến, chúng ta nói về theo cách việc phân loại tâm theo sáu thức, tức là ngũ song thức trước, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, hay là chúng ta nói về các tâm là việc cơ năng trước, rồi sau đó chúng ta mới nói về tâm bất thiện, về tâm thiện, thì trong Thắng Pháp lại đi vào đầu là nói về tâm bất thiện liền. Và giữa cái tâm bất thiện và tâm thiện lại xen vào cái tâm làm việc máy móc. Dạ. Thật ra có nhiều người học đôi khi cũng hơi ngỡ ngàng là không hiểu sao mà sao bất thiện lại đi vào tâm vô nhân. Một điểm khác mà quý vị có lẽ là sẽ thấy rất là khó khăn, thí dụ như bài học ngày hôm nay chúng ta học về người cõi nghiệp á, thì thật ra thưa quý vị, những cái khái niệm về người cõi nghiệp á, nó phải được đưa ra rất sớm ở trong giáo trình, chứ không phải đến giai đoạn này. Bởi vì xuyên suốt trong thời gian qua đó, chúng ta học Thắng Pháp đó, thì chúng ta đã cần đến cái kiến thức về người cõi nghiệp. Thí dụ như là tại sao có những thứ tâm nó không, nó sanh vào cõi nào, hay là hạng người nào có tâm nào, vân vân. Thật sự mà nói đó thì theo giáo trình của ngài Anuruddha và Abhidhamma Sanghaha thì phần người cõi nghiệp này giảng sớm hơn, ngay sau khi giảng về diễn trình tâm thức, tức là thượng tọa thượng sư gọi là lộ trình tâm thiển liền. Nhưng mà thượng tọa thượng sư lại đưa ra tuốt phía sau, tới giờ này học sâu xong Thắng Pháp và xong Danh Pháp, Sắc Pháp, rồi những cái phần mà như là hàm tận tập yếu chẳng hạn, và bất thiện tập yếu, giác phần tập yếu, phần hàm tận tập yếu, thì đoạn cuối. Nhưng mà chúng tôi nhắc quý Phật tử đó là phần người có nghiệp khi mà học Thắng Pháp á, thì lẽ ra chúng ta phải học rất là sớm để chúng ta có thể nắm vững hơn trong những bài học. Và đây là một trong những điều chúng tôi rất tiếc. Và khi chúng tôi biên soạn giáo trình, chúng tôi sẽ dời lại. Dĩ nhiên là ngay từ ban đầu chúng ta có thể nói trọn vẹn, nhưng mà ít nhất là Phật tử phải có căn bản. Ví dụ 12 hạng người chẳng hạn. Bây giờ điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói rõ ở tại đây đó, đó là
khi mà chúng ta đề cập đến những hạng người ở trong đạo Phật thì không có một chúng sanh nào mà từ kiếp này sang kiếp khác luôn luôn chỉ thuộc về một hạng người. Nói một cách khác đó là ở trong đạo Phật không có cái chữ đời đời ở quả ngục, đời đời ở thiên đàng, đời đời là người này, đời đời là người kia. Chúng ta nói về 12 hạng người này là chỉ nói trong thời gian một kiếp, một kiếp. Có thể kiếp sau lặp lại và có thể kiếp sau khác hơn. Và chúng ta không nên hiểu rằng có một vị A, một vị B. Chúng tôi lấy ví dụ như là Tỳ Kheo Devadatta lúc mà sanh ra gặp Đức Phật á, thì là người tam nhân. Nhưng mà bây giờ đang ở trong địa ngục thì lại là người khổ. Nhưng mà mai mốt sanh trở lại làm người và chứng thành quả Phật Đồng Giác lại là người tam nhân. Thì như vậy quý Phật tử nên hiểu là khi mà chúng ta phân loại về những người chúng sanh này đó là chỉ nói cái người ở trong cái kiếp hiện đại đó. Và chúng ta có thể trở thành người khổ, người lạc, người dĩ nhân, người tam nhân, thậm chí mai mốt đắc đạo chứng quả thành người khác nhau, chứ không nên hiểu rằng phân biệt 12 hạng người thì nói tôi là hạng người này, anh kia là hạng người kia. Dạ, cái này là cái mà chúng ta phải nói cho rõ. Và chúng ta cũng nên nói rõ hơn một điều là có những trường hợp mà chúng ta không thể lượng định một người nào đó qua cái sự phán xét ở bên ngoài của chúng ta. Thí dụ như là chúng ta nói về một người bị khiếm thị hay là bị chứng bệnh gì đó hay là bị khuyết tật gì đó bẩm sinh, thì chúng tôi nói quý vị một điểm là nói về cái bẩm sinh chúng ta hoàn toàn không biết, tại vì khoa học ngày nay cho chúng ta biết rằng có những căn bệnh nó xảy ra đối với thai nhi đó ở hậu kỳ, tức là sau khi mà bà mẹ đã mang thai 5 tháng, 7 tháng vì lý do gì đó. Thí dụ bà mẹ hút thuốc quá nhiều hay uống rượu quá nhiều hay sử dụng chất gì đó khiến cho thai nhi bị ảnh hưởng và nó bị sanh ra tật nguyền. Thì cái tật nguyền đó không được kể là người người lạc hay là người dị nhân được. Dạ, chúng ta không có kể như vậy. Để quý vị nhớ, có những người mà câm điếc vân vân thì rất là khó. Chúng tôi thưa quý vị rất là khó biết. Dạ, rất là khó biết. Ở trong lịch sử của nhân loại có bà Helen Keller. Bà là người bị mù, nhưng mà lại là một người rất là thông minh. Rất là thông minh, bà viết sách và bà dĩ nhiên là bà bị cái mù như vậy, bà cũng cho chúng ta thấy một cái trí năng, một cái nghị lực phi thường. Thì ở đây chúng ta nên hiểu một điều rằng không có ai mà có thể nói rằng người mù bẩm sinh đó là bẩm sinh hay là do một tai nạn nào đó trong lúc mang thai, nên chỉ phải rất là cẩn trọng, không nên đánh giá người khác như vậy. Và đó cũng có chuyện đánh giá, ở đây chỉ nói để tham khảo thôi. Đề tài này có tất cả để tham khảo, chứ không nên để đánh giá người này và người kia. Bây giờ chúng tôi sau khi mà nói về điểm thứ hai đó, chúng tôi đã nói rằng 12 hạng người này đó không phải có tất cả cố định hàng cửu như vậy, mà con người một chúng sanh có thể sanh rầm kiếp này thành hạng người này, kiếp sau hạng người khác đó. Thì chúng tôi muốn nói đến điểm thứ ba mà quý Phật tử chịu khó để ý đó. Đó là cõi trong đạo Phật. Dạ, nói về cõi trong đạo Phật. Thì khi người ta vẽ một cái sơ đồ, thưa quý vị, người ta thường vẽ là thấp hay là cao. Hay là người ta vẽ cái cõi này, nó chồng lên cõi kia, kia chồng, đó là trên phiền diện vẽ sơ đồ thôi. Như chúng tôi có lần nói chuyện với quý vị là chúng ta không có thể nào mà vẽ một cái hình, cái bản đồ thế giới trên một mặt phẳng đó mà chúng ta vẽ chính xác hết.
Bởi vì khi quý vị vẽ như vậy đó, thì quý vị thấy rằng cái mũi nhọn của A Căn Đình đó, nó rất là xa cái mũi hảo vọng của Phi Châu, và cảm thấy nam cực rất là lớn, nhưng mà kỳ thật không, nam cực nhỏ chứ không lớn như trên bản đồ. Bởi vì từ một cái hình tròn mà chúng ta đưa ra hình thẳng là thế như vậy. Nếu chúng ta, người mặc dù người ta có dùng những pháp chiếu như kinh tướng vị tiến, thì nói về các cõi đó là chúng ta trước nhất là bị lệ thuộc vào không gian, và không gian tức là có cao có thấp. Nhưng mà quý vị nhớ là cõi vô sắc nó không có thuộc không gian, thành ra không thể nói cõi vô sắc là ở trên, ở dưới, bên phải, bên trái. Cõi vô sắc không có vẻ như vậy được. Và có những cái cõi giới, chúng tôi dùng chữ cõi giới ở đây thay vì cảnh giới hay là cõi đó, là bởi vì có những nơi đó mà gọi là có nhiều thứ chúng sanh cùng cộng trú. Ví dụ như là ở trên trái đất của chúng ta là cái cõi ngũ chủng tạp cư địa, và có nghĩa là ở đây có người, rồi có ngạ quỷ, có Atula, rồi có bàn sinh, rồi có chư thiên, chư thiên bậc thấp cũng sống ở cõi người, và ở cõi tứ siêu vương cũng có loài vật nữa. Nên chi chúng ta không có nên nghĩ rằng khi mà đề cập đến cõi đó là nó phải có một cái hạn cuộc, một cái ranh giới về về không gian, giống như là mình về bản đồ nó có ranh giới rạch rồi, không phải vậy. Trong Phật pháp có nhiều cái chữ khác nhau khi mà chúng ta nói về cảnh giới hay chúng ta nói về cõi, như chúng ta dùng chữ phu mí hay là chữ vachara. Chúng tôi sẽ trở lại đoạn đó khi mà chúng ta nói về cõi để chi tiết xem. Thật ra quý Phật tử nên biết chuyện đó. Đây là điểm thứ ba mà chúng tôi muốn quý Phật tử khi học Thắng Pháp hiểu rõ. Và điều thứ tư mà chúng tôi muốn đề cập tại đây, khi mà chúng ta học về người, cõi và nghiệp đó, thì thưa quý vị, theo trong Phật thì nghiệp không phải là định mệnh, tức là không phải chúng ta sanh ra với nghiệp nào thì cái nghiệp đó nó sẽ chi phối suốt đời của chúng ta. Mà chúng ta nên hiểu rằng cái nghiệp tục sinh đó, nó có cái chi phối của nó, nhưng mà sau cái nghiệp tục sinh đó, nó lại còn có những thứ nghiệp khác nữa. Dạ, có những nghiệp khác tiếp tục chi phối. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là một người sinh ra làm hoàng tử, thì từ người hoàng tử đó cái chi nghiệp đó nó tới đâu, và có thể người vị hoàng tử đó sau này không còn là hoàng tử nữa, mà có thể là một người rất là nghèo. Ví dụ như là vua Bảo Đại có những người hoàng tử, có những người con là hoàng tử, nhưng mà rồi những hoàng tử không vua Bảo Đại, chỉ hoàng tử lúc sinh ra rồi lúc sau này đi làm ăn cũng cực khổ như người khác, chứ không phải là sinh ra thế nào rồi mãi mãi sống như vậy. Thì nghiệp nó trổ, nó có thể cho con người một sự bắt đầu là một thứ nghiệp khác, nhưng mà rồi còn có những nghiệp khác sanh sau nữa. Thật ra chúng ta không nên hiểu cái nghiệp đó là một cái định mệnh mà từ lúc sinh ra cho đến cuối cuộc đời như vậy. Dĩ nhiên là có những thứ mà chúng ta sanh tâm nào thì hộ nghiệp thì tìm thức tâm đó và tử tâm đó, hay là chúng sanh là người Việt Nam thì chúng ta chết là người Việt Nam, nhưng mà còn có nhiều nghiệp khác nó là chỗ quả ngay trong đời sống hàng ngày. Thật ra chúng ta gọi là mỗi một chúng sinh là một mix bag, tức là một cái túi nó pha trộn lẫn nhiều, chứ không phải là một thứ mà thôi. Nên rất là cẩn thận về điểm này. Rất tiếc là về cái nhìn của các tôn giáo đó, người ta hay nói là về đời đời hay là vĩnh viễn mãi mãi, hay là trong cái nhìn của chúng ta đối với chúng sinh khác thì mình nói rằng người này tốt, người kia xấu, người này có phước, người không có phước. Cái biết của chúng ta nó không có hết đâu. Nó không hết. Ví dụ Kuchatara sinh ra làm người tỳ nữ là linh gù, nhưng mà lại là một người thông tuệ, lại là một người được kính mộ ở trong hoàng cung, bởi vì là một vị đa văn chẳng hạn. Thì về việc này chúng ta sẽ có dịp để chúng ta trở lại đề cập khi mà chúng ta đề cập đến nghiệp.
Và điều thứ năm, quý Phật tử nên rất là cẩn trọng, nên đặc biệt rất là cẩn trọng là cái việc mà chúng ta nói về người đó, nó khác với chúng sanh ở trong các cõi nha. Ví dụ như là chúng ta nói về người nhị nhân, nói về người lạc, thì không nhất thiết là người lạc chúng ta chỉ nói có người cái người khuyết tật tật nguyền, hay là người cầm đuôi điếc khiếm thị chẳng hạn. Mà có những cái thứ khác hôm nay chúng tôi không có đề cập sâu, nhưng mà chúng sanh ở các cõi trời cũng có những chúng sanh như vậy, và người ở cõi vô tưởng cũng là gọi là người lạc. Thì cái người và cõi không nên gắn liền với nhau. Có nhiều người học mà hay có một cái nhận sai, đó là hãy mình sanh lên cõi trời tức là mình đầy đủ phước. Nói như vậy thứ gì, ở trong cái từ ngữ của kinh điển đó, nó dễ làm cho chúng ta có những cái chúng ta có những cái ngộ nhận đó là như vậy. Bây giờ mình nói là người khổ á, là chúng sanh sanh ra đời với cái sự bất hạnh, với sự bất hạnh mà cái tiềm thức tâm quan sát nó khổ. Nhưng mà rồi có những chúng sanh khác á, không có khổ nhưng mà là thiếu phước, sanh làm người lạc. Có những chúng sanh có phước nhưng mà cái phước chưa có gọi là thù thắng, thì họ có hai cái nhân gọi là dĩ nhân, là vô tham vô sân, tâm tư mát mẻ. Rồi có những chúng sanh có phước nhưng mà phước khách thù thắng, là người sanh ra là người tam nhân. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta nói đến người khổ á, là quả thật là cái khổ đó nó từ ở trong tiềm thức là quan sát họ khổ, bởi vì họ sống luôn trong cảnh khổ. Thí dụ chúng sanh sống trong cái địa ngục chẳng hạn. Nhưng mà nói đến người lạc á, cái chữ lạc ở đây không nên hiểu là hạnh phúc, chữ lạc ở đây nên hiểu là không khổ. Không khổ nhưng mà chưa chắc là chưa chắc có phước, không khổ nhưng mà chưa đủ phước. Và phải có đủ phước thì người đó có được hai cái nhân là vô tham vô sân, gọi là có nhiều phước hơn chút. Nhưng mà có nhiều phước cũng chưa hẳn là quá có phước. Có phước nhưng mà phước nhiều hơn nữa đó, thì người đó phải là người có đủ cả ba cái nhân là vô tham vô sân và vô si. Rồi về điểm này chúng ta nên cẩn trọng với cái từ ngữ khi mà mình học về người cõi nghiệp. Thứ vì sau cái bài giảng Thượng Tọa Từ Siêu, và khi mà chúng tôi nói năm điều mà quý Phật tử nên cẩn thận đó, thì chúng tôi muốn trở lại với một vài cái khái niệm căn bản gọi là tổng quan khi mà chúng ta học về điểm này. Khi mình học về người cõi nghiệp ở trong Thắng Pháp đó, nó giống như là một cái sinh viên y khoa mà học về ngành y. Học về ngành y chúng ta học về những cái cơ phận ở trong thân thể của con người, mà không có cần quan tâm đó là người giàu hay người nghèo, sang hèn. Chúng ta không có nói về những giá trị xã hội, chúng ta chỉ nói thuần về điều kiện sức khỏe. Và nó có tính cách chuyên môn riêng, bởi vì cái cách học này đó, nó đưa chúng ta vào cái gọi là mình học về bản thể, chứ mình không học qua cái khái niệm thường thức. Khi mà mình học về khái niệm thường thức á, thì chúng ta nghe nói ở trong kinh Tạng nói về vua trời đế thích, nói về chuyển lưng thánh vương, nói về giai cấp bà la môn, thủ đà la, vệ xá vân vân, thì những điều đó nó cũng không có được đề cập đến ở tại đây, mà chúng ta sẽ thấy thuần ở đây đề cập đến người nói theo chân đế. Nói chân đế, nói của quẩn xứ giới đế, nói theo Paramattha, nói phải bản thể. Thì về cái này cho chúng ta thấy một cái góc nhìn khác. Và từ cái góc nhìn về bản thể đó, thì chúng ta lại đề cập đến
một cái hiện tượng gọi là hiện tượng về tâm tâm pháp, hiện tượng về tâm pháp. Khi nói đến hiện tượng tâm pháp á, thì chúng ta sẽ cảm kích để nhận ra rằng không có thắng pháp thì kinh Tạng không có đề cập đến điểm này. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như ở trong kinh Tạng thì có đề cập đến một người sinh ra có nhiều cái trí tuệ như Hoàng hậu Malika, hay có như một người sinh ra rất là xinh đẹp như bà Visakha vân vân. Nhưng mà riêng ở trong thắng pháp đó, thì lại có đề cập đến con người sinh ra với một cái dòng tâm thức, một cái dòng tâm thức được gọi là phá quan giác, và chúng tôi thường gọi là tiềm thức. Tiềm thức này, tiềm thức này đó là cái tâm tục sinh, và tâm tục sinh này nó trở thành tiềm thức và nó cùng tâm cuối cùng của kiếp sống, mà ngài thực sự gì là tâm hộ kiếp, gọi tiếng Minh Châu gì là tâm hữu phần, chúng tôi gọi là tiềm thức. Thì mỗi một từ dịch đó, nó lại cũng mang ý nghĩa khác nhau, nhưng mà cái vai trò của tiềm thức hay vai trò của tâm hộ kiếp, tâm hữu phần đó, nó rất là quan trọng để xác lập là chúng sinh đó căn bản như thế nào, căn bản thế nào, và cái tiềm thức đó nó mang cái dấu ấn của quá khứ. Và ở trong luận tạng Phật giáo Bắc truyền thì lại không đề cập đến tâm hộ kiếp, mà lại đề cập đến chữ là tàng thức. Chữ tàng nghĩa là chứa đựng cái dấu vết của quá khứ, dấu vết quá khứ. Chúng ta nói là do cái nghiệp lực. Lấy một ví dụ như là ở trong quá khứ mình làm phước bằng cái tâm hợp trí, tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thọ hỷ là tâm vui vẻ, thọ hỷ là vui vẻ, hợp trí là có trí tuệ, vô trợ là làm một cách nhanh lẹ. Thì do cái phước chúng ta tục sinh bằng khí tâm quả mà nó mang cái dấu ấn đó, mang dấu ấn thành ra chúng ta sao ra đời, cái cá tính của chúng ta là vui vẻ, cá tính của chúng ta là bén nhạy, mẫn tiệp, cái cá tính của chúng ta là nhậm lẹ. Thành ra cái tâm quả nó mặc dù nó không làm công việc như là tâm thiện, nhưng mà trên phương diện cái tâm thái hay là cái trạng thái của nó đó, thì nó có nhiều cái dấu ấn tương tự như là tâm thiện. Và khi những tâm quả này làm công việc tục sinh trong đời sống thì nó tạo nên cái cá tính của suốt cả cái quãng đời từ lúc chúng ta sinh ra đến chết nó ảnh hưởng. Tức là khi nào chúng ta không có những tâm hoạt thức sinh khởi thì những cái tâm tiềm thức này nó làm cái nền tảng của chúng ta. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy để quý vị hiểu, đó là một cái người thừa hưởng cái nền giáo dục ở trong gia đình đó, có thể họ ra ngoài xã hội khi họ ăn nói, họ tiếp xúc đó, họ có một số những cái hoạt động mà nó không có gì mà liên quan đến giáo dục của gia đình. Nhưng mà khi họ không có những hoạt động đó, họ trở về với cuộc sống bình thường đó, thì cái nếp sống của họ, cái nếp mà họ sống đó, nó chứa đựng rất nhiều cái dấu ấn của trong gia đình, trong gia tộc. Và đây là một trong những điểm rất là thú vị khi mà chúng ta nói về cái vai trò của tiềm thức hay vai trò của tâm hộ kiếp trong kiếp sống. Thì thứ thì cái tâm tục sinh, tâm hộ kiếp và tâm tử nó giống nhau. Thật ra thì nếu mà mình nói một cách cụ thể đó, thì ba thứ tâm này nó là một thôi. Ví dụ người đời sanh bằng tâm thọ hỷ hợp trí vô trợ thì cái tâm tiềm thức nó cũng thọ hỷ hợp trí vô trợ và chết bằng đó. Nó chỉ có cái chăng là tâm tục sinh là cái tâm khởi đầu đầu tiên và tâm tử là tâm cuối cùng. Dĩ nhiên nó có phần sự hơi khác chút, nhưng mà tâm hộ kiếp là tâm ở giữa, nó là một trạng thái tâm. Thì cái gọi là tiềm thức này đó, nó ảnh hưởng sinh loại, và ảnh hưởng sinh loại tức là tại sao mà chúng ta nói thức duyên cho danh sắc, rồi danh sắc mới duyên cho lục nhập,
Tại vì khi chúng ta học Thắng Pháp á, thì chúng ta biết là thức á, đó nó là tâm tục sinh, nó dương cho danh sắc. Danh sắc ở đây là cái chủng loại trong đời sống của chúng ta. Cái chủng loại ở đây chúng ta nói là vai trò của tiềm thức. Và khi mà dương cho lục dục, chúng ta đề cập đến vai trò của hoạt thức. Nó có cái khổ là khi mà chúng ta giảng trong kinh tạng mà chúng ta không hiểu về Thắng Pháp thì đôi khi chúng ta lại không nắm rõ tại sao mà không nói thức duyên cho lục dục mà thức duyên danh sắc làm gì. Nhưng mà kỳ thật á, là cái thức tái sanh á, thì nó tạo ra cái chủng loại. Và cái chủng loại này đó thì nó tạo ra cái nền tảng của sáu giác quan. Và sáu giác quan này từ lục dục mới sinh ra xúc rồi thọ rồi ái v.v. Thì thôi thì cái gọi là tiềm thức đó, không phải chỉ nói đến chủng loại mà còn nói đến cá tính. Và ngoài cái cá tính ra đó thì nó còn chi phối. Nó chi phối hoạt thức. Nó chi phối bằng cách nào? Nó chi phối như chúng ta thấy rằng một cái người mà sanh ra mà tiềm thức mà không có cái chất của vô si đó. Chất của vô si tức là vô si là một cái từ ngữ khác chỉ cho trí tuệ đó. Ở đây chúng ta phải hiểu là trí tuệ đó. Thì người đó không có khả năng thành tựu thiền và đạo quả. Mà nói thiền đạo quả như vậy nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó, họ là người dị nhân. Cái trí, cái học, cái suy tư của họ đó nó rất là kém. Tại vì họ không có được cái mẫn tiệp. Có những người thú vị, họ làm việc rất là siêng năng. Nhưng mà khi mà đề cập đến cái khả năng hiểu biết á, mình nói họ rất là khó hiểu. Tại vì sao vậy? Họ không có cái sự mẫn tiệp về trí tuệ trong đó. Thành ra đừng bao giờ nghĩ rằng cái tâm gọi là tâm phá quan cá hay là tiềm thức hay là hộ kiếp nó chẳng liên quan gì tới hoạt thức hết. Có, nó có ảnh hưởng. Nhưng chúng tôi nói rằng nếu mà tiềm thức mà không có cái chất của vô si đó thì mình tu thiền hoài không thể đắc thiền được, nghe pháp hoài không đắc đạo được. Tại vì chúng ta thiếu căn bản điều đó. Chúng tôi lấy ví dụ như là một cái người mà họ không có tư chất thông minh thì khi họ đi học á thì họ không hiểu được, họ rất khó hiểu được, họ không hiểu được làm sao học ra trường được, làm sao mà tốt nghiệp được. Là ra cái gọi là hộ kiếp hay là tiềm thức á, nó có thể hiểu mang máng là cái tư chất của chúng ta. Cái tư chất là cái gì, nó là cái nền tảng một cái trẻ gửi đến cùng một lớp học, nhưng mà có đứa nó có cái nền tảng căn bản thông minh và có đứa không căn bản thông minh. Cái đó chúng ta phải ghi nhận có sự khác biệt. Nói đến cá tính rồi, nói đến cái trí tuệ, nói đến cái trí năng của mỗi người thì ở đây nó lại có một cái sự chi phối như vậy. Và bây giờ thì chúng ta, khi mà chúng ta nói tới cái vai trò của tiềm thức thì thứ gì, nó có hai cái sự chiêu cảm của nghiệp trong đời sống. Một là sự chiêu cảm qua tiềm thức hay là qua căn tính, và thứ hai là cái sự chiêu cảm qua ngoại cảnh. Ngoại cảnh tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Thì dĩ nhiên chúng ta biết rằng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc nó đến qua cái ngũ sung thức của chúng ta. Do với ngũ sung thức là cái tâm quả, và tâm quả nó sanh ra, nó tương ứng với cái cảnh ở bên ngoài. Thành ra trên phương diện nghiệp báo đó thì hai thứ này đó nó không hẳn đi chung với nhau. Và thí dụ như một người sanh ra có cái tâm tục sinh rất là tốt, như thời Đức Phật còn tại thế đó, có một vị sanh ra trong kiếp chót là chứng quả A-la-hán, thì vị này chứng quả A-la-hán sanh phải bằng tâm tam nhân, không thể sanh tầm thường được. Nhưng mà sanh bằng tâm quả tam nhân thì chỉ có cái phước
là tam nhân và đủ trí tuệ để đắc đạo chứng quả. Nhưng mà nói về phương diện thực phẩm thì vị này do cái nghiệp quá khứ là không bao giờ có đủ thực phẩm mà ăn, ngày nào cũng có đắc quả là hắn mà niết bàn luôn. Thì chúng ta thấy rằng cái nghiệp đó, nó chiêu cảm qua qua hai cái hình thái khác nhau. Ở đây thì quý vị đừng có lầm tưởng cái y báo và chánh báo ở đây như trong chữ Hán, mà chúng ta tạm gọi nó là như vậy là nghiệp thì nó có nhiều thứ nghiệp, giống như trong xã hội này đó. Có những người chúng tôi tạm gọi là họ học nhiều hiểu rộng, có bằng cấp cao, bằng cấp tiến sĩ nhưng vẫn nghèo. Không biết gặp thấy không, có những nhà văn, có những người nghệ sĩ, có những người học rất giỏi nhưng mà vẫn nghèo. Lại có những người không có tài năng gì hết nhưng mà do cái phước họ sống là giàu có dư giả về tiền bạc. Hai chuyện đó khác nhau, chúng ta đừng nghĩ nó giống nhau. Thì một người mà có một cái tư chất mà để còn giải thoát, có đôi khi nó là một chuyện khác. Mà cái phước đời sống hàng ngày mà có được những cái như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon sụp lạc, hay là cái đời sống vật chất mà tương đối sung túc đó, thì nó là một chuyện khác nữa. Dạ, cái nào nó ra cái đó. Thành ra khi mà chúng ta học, chúng ta sẽ thấy rằng tại sao trong Thắng Pháp khi mà nói về diễn trình của tâm thức, nói về tiềm thức, nói về hoạt thức, mở cho chúng ta nhiều cái cánh cửa rất là tế nhị khi mà chúng ta hiểu về về Phật pháp. Thưa quý vị, trong phần tổng quan đó, hồi nãy chúng tôi có đề cập đến là riêng người thì thắng nói người theo bản thể, nói theo quẩn xứ giới, chứ thắng pháp không nói là ông đàn bà, nói vua đế thích, những lương vương, không nói về người đẹp, người xấu, vân vân. Chúng ta không có nói như vậy. Đây là nói đó là nói rất là tục đế. Rồi lại nói về cõi đó, thì ở trong Thắng Pháp lại nêu ra một số những cái khía cạnh rất là tế nhị về các cõi. Dạ, các cõi. Ở trong Kinh Tạng thì có đào sâu một điểm như là thân đồng tưởng đồng, thân đồng tưởng dị, thân dị tưởng đồng, vân vân. Thì chúng ta có nghe như vậy nhưng mà hoàn toàn có những điểm rất là tế nhị mà không có đề cập đến các cõi. Bởi vì một trong những đặc điểm của cõi là liên quan đến tâm. Một người mà học Phật pháp ví dụ hiểu là tại sao ở các cõi phạm thiên không có tâm sân. Yeah, không có tâm sân tại vì do cái năng lực của thiền định trong tâm quả và chẳng hạn. Rồi chúng ta cũng hiểu được là các cõi ngoài nó chi phối bởi nghiệp, chi phối bởi tâm, thì các cõi đó nó lại tạo nên một số những cái quy định. Và những cái quy định ví dụ như là quý vị Phật tử học Phật pháp ở trong Kinh Tạng thì nghe nói rằng một vị thất lai, vị tu đầu quần thất lai là trở lại cõi dục giới tối đa là 7 lần, nhất lai là trở lại cõi dục giới nhiều lắm là 1 lần, mất lai là vị này không bao giờ trở lại cõi dục giới, dĩ nhiên là a la hán là vô sanh rồi. Thì cái nhất lai bất thất lai, nhất lai, bất lai đó nó có nhiều cái ý nghĩa rất là sâu kín mà trong Kinh Tạng có đề cập nhưng mà không giải rõ là tại sao một vị tu đầu quần sanh là cõi dục giới tối đa chỉ chừng đó thôi. Hay là khi mà chúng ta học ở trong Kinh Tạng thì chỉ nói là vị tu đầu, vị A Na Hàm không có trở lại cõi dục giới nữa. Nhưng mà Thắng Pháp mà giải thích rõ cho chúng ta thấy về điều đó. Thì thưa quý vị, đây là cái lợi khi mà
chúng ta học phải thắng pháp. Chúng tôi có một điểm này thưa thật với quý Phật tử đó, là đôi khi chúng tôi có tâm sự với Thượng Tọa Tự Siêu là thú thật mà nói, chúng tôi không có nghĩ có cách nào đó mà chúng tôi có thể học Phật pháp mà chúng tôi không đụng tới thắng pháp. Đã, mình học Phật pháp phải đụng tới pháp, tại thắng pháp cho chúng ta biết cái gì rất là chính xác. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là cũng nói về xây cất, nhưng mà nếu chúng ta nói về xây cất theo cái nhà này đẹp, nhà kia xấu, nhà kiểu Tây, kiểu Tàu, kiểu Nhật ấy, thì chúng ta ai nói cũng được hết. Nhưng mà nói theo mực thước, nó được đủ chính xác, tính toán chính xác ấy, thì cái đó phải chuyên môn lắm. Và phải chuyên môn, phải là kiến trúc sư, mà đôi khi kiến trúc sư vẽ ra chưa được, mà còn phải civil engineering, là họ phải tính toán cái máy đó có thể chịu được, cái cột đó có thể chịu được cái tầng lầu đó hay không, bao nhiêu tầng lầu hay không, thì cái đó phải tính toán bằng con số. Thì thắng pháp như vậy, chúng ta không thể nào mà làm công việc kiến trúc mà không có dùng để toán học, không có tính toán về cái trọng lượng, về vật liệu, vân vân. Thì tương tự như vậy, thật ra khi mà chúng ta học về người khởi nghiệp đó, mà trong thắng pháp đó, nó rất khác với người khởi nghiệp ở trong kinh tạng. Và chính ở trong thắng pháp, mà đặc biệt là khi mà chúng ta nói đến tâm, có những cái tâm gọi là nhân, có những tâm là quả, có những cái tâm là phi nhân phi quả, hay là khi mà chúng ta học về đầu đề tam, thưa quý vị, nó có nhiều cái khía cạnh, nhiều cái khía cạnh của tâm lý, mà nó là cái cơ sở của người khởi nghiệp. Dạ, người khởi nghiệp, mà những điều đó chúng ta không tìm thấy ở trong kinh tạng được. Thật ra đôi khi nghe thì bị giảng như vậy, nhưng mà nếu mà mình không học thắng pháp thì không biết làm sao mình hiểu những cái điều đó ra. Thì là một điểm rất là thú vị khi chúng ta học về thắng pháp. Và chúng tôi cũng phải nói thật với quý Phật tử là thật sự mà nói, trong đời chúng tôi đó thì chúng tôi ít nặng lòng về cái gì, nhưng mà nếu mà khi mà chết đi mà kiếp sau mà quên thắng pháp thì thật ra chúng tôi lại hơi tiếc. Hơi tiếc, tại vì khi mình học được cái này đó, mình có thể nhìn Phật pháp nói chung, và nhìn cuộc sống nó qua nhiều cái lăng kính rất là lợi lạc, rất là thú vị. Dạ, về điểm này thì đôi khi cũng hơi khó nói. Còn bây giờ khi mà đề cập đến tổng quan người cõi nghiệp đó, thì chúng ta nên biết rằng những thứ này nó đang chặt lấy nhau. Dạ, đang chặt lấy nhau. Tức là chúng ta không thể nói về người mà chúng ta không nói về cõi và không nói về nghiệp. Và chúng ta cũng không nói về cõi mà chúng ta không chỉ nói về cõi mà không nói đến người, không nói đến nghiệp. Và chúng ta cũng không thể nói về nghiệp mà chúng ta không nói đến người và cõi. Trong cuộc sống hàng ngày, khi mà mình chỉ đề cập đến một thứ thôi, tức đề cập cái nghiệp thôi đó, thì nhiều khi chúng ta nói không tới. Và chúng ta nói hoàn toàn không tới. Cũng như quý vị biết là trong cuộc sống của chúng ta, khi mà mình nói về thuốc thì nó lại liên quan đến thức ăn. Và khi mình nói thuốc tiêu thức ăn thì chúng ta liên quan đến thân thể. Chúng ta có thể nói về thuốc không mà chúng ta không nói thân thể. Chúng ta có thể nói về thuốc mà chúng ta không nói đến cái ẩm thực của mình. Hay là khi chúng ta nói về ẩm thực mà chúng ta không nói đến sức khỏe. Hay là ẩm thực không nên liên quan đến thân thể. Mấy cái này nó là tương quan mật thiết. Bởi vì trong cái môn học ngày nay đó, có đôi khi người ta phân tranh ra. Người ta phân tranh, thí dụ như là họ có môn anthropology về nhân chủng học, sociology về xã hội học, hay là psychology về tâm lý học. Nhưng mà khi mình đi học vào những cái ngành đó thì không có vị nào học về xã hội học mà không học về tâm lý học, hay có không vị nào nhân chủng học mà không học về xã hội học, hay là về tâm lý học. Mấy cái chuyện này nó đang chặt với nhau. Dạ, nó đang chặt với nhau lạ lùng lắm, thưa quý vị. Thì cái người cõi nghiệp cũng tương tự như vậy.
chúng ta phải có một cái nhìn toàn diện để chúng ta hiểu vấn đề. Và cái gì chờ chúng ta chút xíu. Và khi đi vào trong cái thế giới học Phật, thế giới Phật học Phật mà chúng ta nhìn mọi sự việc qua kinh tạng, thắng pháp tạng, nhìn qua cái đời sống trong pháp, sắc pháp, chúng ta nhìn qua cái vui và cái khổ, nhìn chung đó, thì chúng ta mới dẫn đến một kết luận và chúng ta hiểu được tại sao là cái chữ đúc khá khó dịch mà dịch không bao giờ hết. Dạ. Chữ đúc khá chúng ta dịch là khổ nhưng mà chúng ta dịch không bao giờ hết. Tại vì sao vậy? Tại vì chữ đúc khá nó mang nhiều cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Dạ. Những ý nghĩa đặc biệt ở đây chúng ta phải nói là lấy ví dụ như khi Đức Phật ngày giải rằng Sape Sankara Dukkhati là tất cả các hành là Dukkha. Dukkha đó hiểu là cái gì? Bởi vì dù là người, dù là cõi, dù là nghiệp, cái nào nó cũng nằm trong một cái định luật là sanh và diệt. Nó không hằng hữu, nó không có vĩnh viễn, nó không mãi mãi như vậy. Dạ. Dù là cái tốt, cái xấu, cái gần, cái xa, quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, cái gì có sanh thì có diệt. Đây là một điểm. Mà có sanh diệt nó là Đức Đạo Phật gọi là vô thường. Và thứ hai là nó bất toàn. Nó bất toàn ở ba phương diện. Thứ nhất, nó không theo ý của mình. Nó có tự tánh riêng, nó không theo ý của mình. Thứ hai nữa đó là nó không có hoàn hảo. Nó hoàn hảo. Bây giờ quý vị mua chiếc xe mà chạy thời gian nó hư rồi làm sao gọi là hoàn hảo? Chiếc xe hoàn hảo là chiếc xe mua chạy hoài mà có cái gì chạy hoài đâu. Rồi nó cũng phải có cái tuổi của nó. Dĩ nhiên có xe tốt, chạy lâu, chạy bền hơn, có xe ít, nhưng mà rồi cái gì cũng có cái tuổi của nó. Như vậy chỉ đúc khá đó, nghĩa là không hoàn hảo. Và chỉ đúc khá còn định dịch là không có thỏa mãn hoàn toàn. Unsatisfactory, tức là không bao giờ mà chúng ta cảm thấy là chúng ta thỏa mãn hoàn toàn. Tại vì nếu đã thỏa mãn hoàn toàn thì chúng ta đã không thể tìm nữa. Dạ, quý vị thấy ở trên đời này có cái gì mà khiến chúng ta dừng lại đâu. Chúng ta luôn luôn đi tìm. Tại vì sao? Cái món ngon mình ăn riết mình cũng ngán. Bản nhạc hay mình nghe hoài mình cũng thấy nó hết hay. Hay là con người mình lạ lắm thứ gì. Một ngày trời rất đẹp. Nhưng mà nếu ngày nào trời cũng như vậy thì nó không còn đẹp nữa. Cái cảnh nó không đổi thì tâm mình cũng thay đổi. Thật ra đối pháp hữu vi thật là bất toàn. Và cái đặc biệt khi mà chúng ta học về người cõi nghiệp đó, thì chúng ta mới hiểu được một thứ mà nói rằng hiện tượng giới không nằm ở trong cái chủ quyền của bất cứ ai. Hiện tượng giới nó chi phối bởi nhiều nhân nhiều duyên. Khi mà quý vị học xong người cõi nghiệp thì chúng ta sẽ nghe từ tổ thị siêu giảng qua phần duyên hệ, thì chúng ta thấy rằng nó đủ thứ yếu tố đó. Thành ra khi một người mà hiểu được ba cái người cõi nghiệp mà đúng nghĩa thì chúng ta sẽ hiểu được là tại sao Đức Phật ngài dạy về vô thường, khổ não, vô ngã. Và chữ vô thường, khổ não, vô ngã đó chúng ta phải hiểu ở một cách hiểu nó không phải là cái chuyện vui buồn mình thích hay không thích, mà mình hiểu đó là cái bản chất của cuộc sống là như vậy, sự tự nhiên cuộc sống là như vậy. Và ở đây là một cái lợi lạc lớn khi chúng ta học. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ chúng tôi ở gần sư trưởng, mà nghe sư trưởng nói hoài chúng tôi cũng nản, phải nhận sư trưởng nói hoài. Sư trưởng nói học thắng pháp đó, là học về quẩn xứ giới đế. Dạ, học quẩn xứ giới đế. Học quẩn xứ giới đế là để thấy về vô thường, khổ não, vô ngã. Thì mình nghe vậy, nhưng mà sư trưởng nhắc đi nhắc lại chúng tôi hoài. Chúng tôi, ủa tại sao sư trưởng nhắc sư trưởng hoài vậy? Mình biết rồi, tại sao nghe. Nhưng mà quả thật là khi mà một người mà không học về thắng pháp đó, thì rất là khó để chúng ta có thể nhìn tất cả sự hiện hữu dựa trên quẩn xứ giới đế. Và không nhìn trên quẩn xứ giới đế đó, thì chúng ta rất là khó
thấy rằng tại sao vạn vật nó có, vạn pháp nó có cái tự tánh riêng. Yeah, tất cả những pháp hiện tượng tánh tánh riêng, không có cái pháp nào mà nó không, nó sanh ra mà nó không có diệt, và nó sanh nó diệt mà nó theo ý của mình hết, nó theo cái bản chất của nó thôi. Quý vị, chúng tôi có trải qua một số những cái kinh nghiệm trong thời gian rất ngắn thôi, ở trong mấy ngày vừa qua, ở trong cuộc sống cá nhân của chúng tôi cũng như là những người chung quanh. Ví dụ như là bây giờ một vị bác sĩ đi học ra trường, bác sĩ cũng giỏi và làm ở trong bệnh viện là cũng có cái vai trò lớn, rồi cưới được một người vợ đẹp, rồi có hai đứa con rất là ngoan ngoãn, rồi tự nhiên đi làm về rồi lên cái treadmill chạy tập thể dục, rồi từ chỗ đó đứng tìm trách tìm trách. Thực ra bây giờ mình nói sao bây giờ? Học hành như giỏi vắng như vậy, có đời sống thành tựu như vậy, tiền bạc như vậy, gia đình như vậy, mình nói chết uổng quá. Đời sống biết sao uổng, sao không uổng? Nó vậy đó. Đời sống nó, cái bản chất của nó là như vậy. Dạ. Hay là bây giờ chúng ta bị mất cái gì đó, mình nghĩ chuyện nó lớn. Dạ. Mình bị mất mát cái gì mình tìm cái lớn. Nhưng mà lớn là bao nhiêu? Lớn bao nhiêu? Ví dụ mình mất tiền, mất vài 30 ngàn, 50 ngàn chẳng hạn. Nhưng mà so với một cái người mà chồng làm bác sĩ, chồng làm bác sĩ, lương bổng chừng đó, bây giờ tự nhiên chồng chết đi, nó sự mất mát lớn. Cái mà chúng ta nghĩ trong cuộc đời đó, mất mát lớn, mất mát nhỏ là do chúng ta nghĩ thôi. Dạ. Ngày xưa chúng tôi có nhớ có một bài thơ mà một người viết cảm tác về Truyện Kiều á, thì có cái tựa đề là em nghĩ vậy thôi Kiều, là em nghĩ vậy thôi Kiều, là đại khái nói rằng cái lớn cái nhỏ, cái nhiều cái ít đó là do chúng ta suy nghĩ hết, do chúng ta suy nghĩ. Mình bị mất cái gì đó mà mình nghĩ rằng nó lớn, nhưng mà chưa đâu, ở trong thiên hạ nó còn có nhiều cái bất lớn hơn nữa. Thậm chí là có những dân tộc như dân tộc Ukraine, họ có thể bị Nga săn đánh bất cứ lúc nào, và họ mất nguyên cả một quốc gia, nước mất nhà tan, nói gì đến một vài cá nhân. Và chúng ta nói, chúng ta đã trải qua bao nhiêu cái cuộc chiến tranh. Thành ra con người khi mà sống đó, thì chúng ta thấy rằng trong một giai đoạn, một khoảnh khắc, một điều kiện gì đó, mình nghĩ rằng mình có những cái gọi là mất mát lớn, nhưng mà biết sao lớn, biết sao là không lớn. Dạ. Mọi sự vật nó đều có tự tánh, và chúng ta nhìn sự vật nó có cái quan niệm riêng. Và hiểu được điều này thì chúng ta bình tâm hơn. Dạ, hiểu điều này chúng ta thấy khác hơn. Mà thứ gì, khi mà mình học trong Thắng Pháp á, thì dĩ nhiên là cho chúng ta vào trong cái thế giới của vĩ mô. Chúng tôi nói hoài mà chúng tôi sợ quý vị nghe rất quý vị cũng nản, là tại sao chúng tôi nhắc cái chữ thế giới vĩ mô. Bởi vì khi mà chúng ta học vào cái thế giới vĩ mô này đó, thì chúng ta tạm thời quên đi những cái khái niệm, những khái niệm là nhân ngã bỉ thử trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta đi vào trong đó. À, đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, và những loại thuộc tánh nào đi đi với tâm nào, và cái tâm nào nó có mặt ở trong cõi nào, ở trong người. Mà chúng ta nhìn thấy tất cả mọi thứ đó, và tất cả mọi thứ trong cái góc nhìn vĩ mô đó, thì nó sẽ cho chúng ta hiểu được cái tính rất là tương đồng giữa con người và con người, giữa chúng sanh và chúng sanh. Con người mà sống càng hiểu biết đó, thì càng bớt đi cái sự kỳ thị, càng bớt đi cái hàng rào giữa người này và người khác. Chúng ta là vậy đó. Chúng ta sống giữa cuộc đời này, nói cách khác là từ cái tâm thức vốn dao động, tâm thức vốn luôn luôn biến đổi, tâm thức luôn luôn phan viên, thì chúng ta càng học vào thế giới đó thì chúng ta càng thấy
là càng mất đi cái sự phân biệt giữa chúng ta là ai. Và mình hiểu như vậy, và mình hiểu như vậy. Bây giờ chúng tôi nói ví dụ là chúng tôi có quen với sư Nguyên Thông á, có nhiều khi chúng tôi nói chuyện sư Nguyên Thông chúng tôi cũng hơi buồn cười, là bởi vì sư Nguyên Thông, chúng tôi nhớ có kỷ niệm với sư nói về Đề Bà Đạt Đa, có khi sư kêu bằng ngài Đề Bà Đạt Đa, tôn giả Đề Bà Đạt Đa. Thì quý vị biết là Vatatta là một vị tỳ kheo đệ tử Phật và xuất gia theo Đức Phật, và có thành tựu thiền chứng, thành tựu thần nữa. Nhưng mà rồi làm những cái việc đại nghịch bất đạo, ví dụ như là chia rẽ tăng, như là làm chạy ma Phật, rồi cuối cùng là sám hối, cuối cùng là bị đất trúc, rồi cuối cùng sanh vào địa ngục. Nhưng mà mình mới nghe như vậy đó, thì mình hay đem tên của Đề Bà Đạt Đa ra để mình nói rằng đó là một người xấu. Nhưng mà sư Nguyên Thông á, thì khi sư đọc vào trong kinh thì sư thấy là thì mai mốt hết cái quả ở địa ngục sanh lên làm bị Phật độc giác. Phật độc giác là cao hơn chứ thông thường. Phải có nhiều khi sư Nguyên Thông chưa bằng ngài Đề Bà Đạt Đa này. Chúng ta biết, chúng ta nói là sao? Một con người có tốt có xấu, một con người có siêu có đọa, con người có những cái làm những cái gọi là ngũ nghịch đại tội, vậy lại có thể lại là chứng quả độc giác. Thì khi mà mình suy nghĩ về một đời sống con người như vậy đó, thì mình cũng biết gọi Đề Bà Đạt Đa là thế nào. Gọi sao bây giờ? Gọi sao bây giờ? Ví dụ như quý vị nghe trong đời sống ngày mình ghét ông này, ông kêu kêu thằng, hay là bực bất kêu ông đó, hay là mình kính trọng cái bằng ngài. Nhưng mà khi mình nhìn lại một cái xuyên suốt trong nhiều kiếp luân hồi thì đúng là nó có thiên hình vạn trạng. Quý vị có thể chờ chúng tôi một chút xíu nha. Xin lỗi, hôm nay cũng còn là mụn, thật là cũng còn mệt, ngày mụn cũng còn mệt, còn bật rộn ngày Tết chút xíu thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta nói như vậy là khi mà mình càng đọc vào trong kinh điển, mình càng càng suy ngẫm, càng quán chiếu về cái thế giới của hiện tượng đó, thì dần dà chúng ta sẽ mất đi cái quan niệm nặng về nhân ngã bỉ thị, mất đi cái quan niệm nặng về ngã tính. Người đó có thể kiếp này họ tốt, có kiếp trước họ xấu, cái kiếp sau họ thành Phật, họ đúng thứ hết. Người ta cũng vậy mà chúng ta cũng vậy. Ở trong dòng luân hồi, ngoại trừ cõi vũ tịnh cư chúng ta chưa có, thì cõi nào chúng ta cũng đi qua hết. Từ cõi phi trưởng mới đi gục chúng ta cũng đi qua hết. Nên khi mình học điều đó, chúng ta mới hiểu tại sao Đức Phật gọi là anatta, gọi là vô ngã. Vô ngã tức là nó không có cái thực thể hằng cứng. Một người nào mà gọi là một thực thể vĩnh hằng, cái đó tự nó sai rồi. Dạ, tự nó sai rồi. Cũng như là mình từ nhỏ tới lớn thì cũng có lúc mình rắn mắt, mình nghịch ngợm, có lúc mình làm sai, nhưng cũng lúc mình tốt vậy đó. Nếu mình phán một câu, mình dán cái nhãn là anh đó anh tốt, anh đó anh xấu, thì chúng ta không biết được. Và chúng ta mới biết trong một kiếp thôi, đừng nói nhiều kiếp luân hồi. Như trường hợp sư Nguyên Thông mà đọc chuyện của Tỳ Kheo Đề Bà Đạt Đa, mà lúc mà tu trong sạch ngày sáng là Phật cũng khéo làm những chuyện mà đại nghịch bất đạo, suối A Sà Thế Biết Gia, rồi lúc sanh vào địa ngục, rồi lúc sanh lên là Phật Đồng Giác, thì nó cũng khó nói. Chật rất khó nói. Mình chê chứ chưa chắc là mình có đủ. Bây giờ chúng tôi nói như vậy là mình chê Đề Bà Đạt Đa, nhưng chưa chắc là mình đúng phước. Tại vừa ở địa ngục sanh lên đắc quả, đắc Phật quả độc giác. Quý vị biết Phật độc giác là tạo qua là một chiều lắm. Thì đối với chúng ta như vậy, là khi mà mình học về người có nghiệp đó, theo thắng pháp đó, chúng ta sẽ học
người có nghiệp với góc nhìn của bản thể, nó khác với kinh đạn. Và khi chúng ta đi vào thế giới của bản thể hay kinh đạn như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng không có cái gì là vĩnh hằng, không có cái gì là đời đời kiếp kiếp, không được, không có thấy cái gì. Và chúng ta cũng thấy rằng mọi pháp nó sanh diệt theo hiện tượng. Dạ, nó có cái tự tánh, quý vị nhớ chữ tự tánh là quan trọng. Tự tánh tức là nó có bản chất của nó. Dạ, và khi gọi là tự tánh rồi đó, thì mình bảo rằng mình can thiệp, bảo rằng mình ra lệnh cho nó thì không có đâu. Tại nó có tự tánh riêng của nó. Dĩ nhiên là mình có thể chi phối nó phần nào đó, nhưng mà nó cũng can thiệp. Giống như bây giờ chúng tôi là trụ trì sống trong chùa, mà mình thì chúng tôi có thể cho vị này vị kia học cái này tu kia, nhưng mà có những trường hợp là có bản tánh như họ như vậy thì chịu à. mình phải nhận cái chuyện đó có chứ không phải không có. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một cách tổng quan về người có nghiệp. Chúng ta sẽ trở lại với đề tài này trong 3 bài học tới. Mỗi bài học có một cái riêng. Thực ra thì hôm nay Đoàn Thị Siêu cũng nói nhiều về 12 hạng người. Tuần tới thì chúng tôi nghĩ thì Đoàn Thị Siêu sẽ trở lại nói 12 hạng người. Nhưng mà chúng tôi rất là mong rằng quý Phật tử sẽ có dịp để học về những điều này. Thật ra những đề tài này rất là kinh đạn, nhưng mà chúng ta nhìn qua cái lăng kính của Thắng Pháp Tạng. Và ở trong kinh tạng Thắng Pháp không có mâu thuẫn, nhưng mà đó những khía cạnh khác nhau. Và chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tìm thấy những bài học tới rất là thú vị, lời lạc không có khô khan. Và xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của mà ở đây. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có mùng Phật bản, và chúng tôi là vị giảng sư đảm trách chương trình ngày mai. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý vị Phật tử. Hẹn gặp lại với ngài thưa quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa tu lần thầy, chúng con thành kính tri ân từng thời chấp đảm. Sa tu lần thầy, con mới tham vinh nhà thay mặt đại chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫu giảng dạy những nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thân tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa với công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Thà Giả.